Nhưng mà biết là biết sao không? Mẹ nó hồi mới trời đẹp lắm đó. Đẹp lắm đó, mẹ nó ốm thôi. Nó nuôi tống con bự cái này. Có 6 con mà tống gì cũng không còn. Nhưng mà con chó mà khi đã đang ăn nên mà ốm. Sao nuôi con mà.